Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Hôm nay mình mới vừa nhận được cái hộp gimbal mình đặt mua ở trên mạng về. Và mình sẽ khui thử cái hộp này ra. Cái gimbal này là tên là WBS của Zijun. Được mình xem rất là nhiều cái hướng dẫn trên mạng, nó là cái gimbal này nó xài chất lắm các bạn. Cho nên mình đã đặt mua về. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Sau khi mình chút xíu mình khui ra xong thì mình sẽ đem đi ra ngoài công viên mình test cho các bạn xem luôn. Mình sẽ bóc tem thôi nha. Gimbal này thì giá cũng vừa phải bạn. Tại mình quay hình ảnh mấy cái video á nó bị rung quá. Cho nên mình mới đặt mua cái này về hỗ trợ cho mình công việc mình quay phim. Nhiều lúc làm clip đăng lên cho các bạn xem mà cái hình ảnh nó rung lắc quá thì các bạn xem cũng nhức đầu lắm. Giống như cái clip mình đang quay, bạn đang xem nè, quay cầm thì nó rung, bạn thấy không? Nó đảo qua đảo lại rất là khó chịu. Cho nên mình bắt buộc phải đặt mua cái này về để quay cho các bạn xem, hình ảnh nó cũng chất lượng hơn. Hướng dẫn các bạn. Đây là hướng dẫn để mình lắp ghép các phụ kiện. Đây là cái hộp của nó, hộp bằng xốp. Đây thì nó gồm vậy nè các bạn. Đây là cái miếng này để cái máy quay phim lên. Đây cũng vậy. Cái hộp này là đựng gì nè? Đựng dây cáp sạc với mấy cái dây để mình gắn vô cái máy quay phim đó bạn. Dây này là dây cáp sạc nè. Con ốc. Đây là cái chân đế. Là cái bộ phận để sạc. Pin. Và đây là cái gimbal. Và bây giờ mình sẽ ráp lại và đi ra công viên để bắt đầu quay test cho các bạn xem nha.